gút là một dạng viêm khớp phổ biến, thường gặp ở nam giới và những người có lối sống không lành mạnh. Bệnh này xảy ra khi có sự tích tụ axit uric trong cơ thể, gây ra các cơn đau nhức và viêm khớp. Dưới đây là 5 triệu chứng chính của bệnh gút mà bạn cần chú ý để nhận biết sớm và điều trị kịp thời. 1. Cơn đau khớp dữ dội, thường vào ban đêm. Một trong những triệu chứng điển hình của bệnh gút là cơn đau khớp dữ dội đặc biệt vào ban đêm. Cơn đau thường khởi phát đột ngột và mạnh mẽ, khiến người bệnh khó chịu. Vị trí phổ biến nhất bị ảnh hưởng là khớp ngón chân cái, nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ khớp nào như mắt cá chân, đầu gối, cổ tay hoặc ngón tay. Hay sưng, nóng và đỏ tại khớp. Khi gút bùng phát, khu vực xung quanh khớp bị viêm sẽ sưng, nóng và đỏ. Các khớp trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần một chạm nhẹ cũng có thể gây đau đớn. Triệu chứng này là dấu hiệu của tình trạng viêm cấp tính do axit uric kết tinh trong khớp làm tổn thương các mô. 3. Hạn chế khả năng di chuyển. Do đau và sưng, khả năng di chuyển của khớp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người bệnh cốt thường gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc sử dụng các khớp bị viêm. Điều này có thể làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày, khiến việc đi lại hoặc cầm nắm đồ vật trở nên khó khăn hơn. 4. Xuất hiện các cục u nhỏ, tô phi. Tô phi là các cục u cứng nhỏ, hình thành do sự tích tụ tinh thể axit uric dưới da. Các cục này thường xuất hiện ở khớp ngón tay, ngón chân, khuỷu tay hoặc tay. Mặc dù không gây đau ngay lập tức, nhưng chúng có thể trở nên nhức nhối và gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và vận động nếu không được điều trị. 5. Cơn gút tái phát bệnh gút thường có tính chất tái phát, nghĩa là các cơn đau sẽ lặp lại nếu không được điều trị dứt điểm. Mỗi đợt tái phát có thể gây tổn thương nhiều hơn cho khớp và kéo dài lâu hơn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý và điều trị bệnh một cách hiệu quả. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.